Thưa quý vị và các bạn, thanh niên tỉnh Hưng Yên với chuyển đổi số là chủ đề hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở với sự tham dự của nhiều lãnh đạo sở ngành cùng 110 thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đại diện cho 55.000 thanh niên toàn tỉnh Hưng Yên. Có 24 ý kiến phát biểu đề xuất kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung vào việc kiến tạo môi trường phát triển cho thanh niên, nhất là tạo cơ hội cho thanh niên tiếp cận, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, chú trọng chuyển đổi số trong nông nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử, bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng. Thanh niên nằm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ có cơ hội như thế nào trong quá trình tiếp cận cũng như là tham gia vào quá trình chuyển đổi số để phát triển kinh tế cho cá nhân và gia đình ạ? Trong lĩnh vực nông nghiệp ấy, kể cả về trồng trọt, về chăn nuôi, về nuôi trồng thủy sản, kể cả trong các cái tổ chức sản xuất thì lực lượng thanh niên của chúng ta cũng sẽ rất dễ tiếp cận với các cái cơ chế chính sách, kể cả là từ cái việc tổ chức sản xuất, nhất là thương mại điện tử. Qua các cái cơ chế chính sách ấy, thì tỉnh cũng đã thể hiện rõ, nhất là cái nghị quyết số 199 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành. Thế hoặc là các cái quyết định phê duyệt các đề án thì trong đó cũng đã xác định rõ hỗ trợ 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao, thế và cái mức hỗ trợ tới 400 triệu đồng cho một mô hình. Thế hoặc là hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và xây dựng trang web để quảng bá giới thiệu sản phẩm hàng hóa của đơn vị. Thế và hỗ trợ thuê bao internet cho các hộ tham gia đề án Hưng Yên Trên Nét VN với mức hỗ trợ là 50%. Ở cái góc độ là một cái doanh nghiệp mà cung cấp cái giải pháp nền tảng chuyển đổi số, thì với cái hiểu biết về những cái công nghệ thì chúng tôi có thể tiếp cận được những cái đơn vị nào để giới thiệu những cái sản phẩm đó. Thì bạn có thể làm văn bản gửi về Sở Công Thương, thì trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ là cầu nối kết nối bạn với cả các cái doanh nghiệp sản phẩm của doanh nghiệp bạn đến các cái đơn vị cũng như là các cái doanh nghiệp có liên quan. Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh chuyển đổi số cần đi từ những việc nhỏ đến việc lớn. Trong đó, các đoàn viên thanh niên cần phát huy tinh thần xung kích trí tuệ sáng tạo để dẫn dắt cộng đồng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cố gắng làm sao đó cụ thể hóa cái chủ đề chuyển đổi số đối thanh niên Yên vào đúng cái ngành lĩnh vực cơ quan đơn vị địa phương mình. Muốn chuyển đổi số được thì phải là có cơ sở dữ liệu. Nếu mà mình không làm dữ liệu thì sẽ không làm chuyển đổi số. Ở đây thì chắc nó liên quan rất nhiều đến cái chuyện là thanh niên trong các cơ quan hành chính, là với cái truyền thống thanh niên Hưng Yên gắn với cái lịch sử phát triển của tỉnh Hưng Yên, thì đứng trước cái cuộc cách mạng mà đã là cuộc cách mạng thì cuộc cách mạng chuyển đổi số là một phương thức thay đổi toàn bộ cái phương thức làm việc cũ, phương thức kể cả lãnh đạo chỉ đạo điều hành cũ, mà tiếp cận với một phương thức mới, năng suất hơn, hiệu quả hơn, cái quản trị tốt hơn. Cái tinh thần của thanh niên là tinh thần xung kích, thì đề nghị là đổi mới cách tiếp cận này, đổi mới cách thức làm việc này, thế rồi là đổi mới kể cả cách thức đánh giá đo đếm, phải quyết tâm. Tức là cái đây là một xu hướng nhá, không làm không được, mà nếu mà không làm tức là tự mình đã bị đẩy mình ra ngoài cuộc. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ Hưng Yên nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Một số tập thể cá nhân tiêu biểu cũng được tuyên dương do có nhiều thành công đóng góp trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp.